Chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình của Bồ Đề Phật Quốc TV. Sau đây, Bảo Châu và Phật tử Huệ Phương Duyên sẽ trình bày bản tin về một tuần tu học tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý vị, hàng tuần tại Bồ Đề Phật Quốc, ngoài những giờ thiền tập, trì chú, tụng kinh và học pháp, các Phật tử còn được nghe Thượng tọa Thích Huyền Châu giảng kinh Đại Bát Niết Bàn vào 8 giờ tối thứ ba qua Bồ Đề Phật Quốc TV và vào 10 giờ sáng Chủ nhật tại Đạo Tràng Bồ Đề Phật Quốc. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu phần tóm lược nội dung của các bài giảng vừa qua. Trong phẩm Phạm Hạnh, Bồ Tát Ca Diếp thưa hỏi Phật, nếu các vị Đại Bồ Tát thương xót chúng sanh như con một, thì tại sao có kiếp xa xưa tiền thân của Thế Tôn làm vua thực hành đạo Bồ Tát mà lại giết hại những bà La Môn hủy hoại chánh pháp, nhưng không bị đọa vào địa ngục mà ngược lại được nhiều phước báo? Nếu bình đẳng xem tất cả chúng sanh là con Như La Hầu La, vậy cớ sao Phật lại quở trách Đề Bà Đạt Đa nặng nề trước đại chúng, khiến cho ông ấy sanh tâm phiền não giận hờn mà hãm hại Phật, tạo nhiều ác nghiệp, sẽ bị đọa địa ngục chịu khổ một kiếp? Bồ Tát lý luận rằng, ngài tu Bồ Đề thà nhịn đói, chớ không đến chỗ khất thực mà có người ganh ghét mình, do lòng đại bi, nên tôn giả không muốn làm cho họ khởi tâm phiền não điên đảo, sẽ đọa địa ngục chịu nhiều thống khổ. Ông tu Bồ Đề vì hồ niệm chúng sanh, còn có tâm như vậy, huống chi là Đại Bồ Tát. Đức Phật dạy, chẳng nên nói rằng Như Lai làm nhân duyên, khiến cho chúng sanh sinh phiền não. Thượng tọa giảng, Như Lai hiện thân cho chánh pháp, cho chân lý siêu việt. Nếu chúng sanh khởi tâm nghi hoặc cảnh giới Như Lai, nghi sự giải thoát thì sẽ bị đọa địa ngục chịu nhiều đau khổ. Lòng nghi sanh ra kiết sử, che lấp tâm trí, rồi hành động theo ác nghiệp mà chịu vô lượng thống khổ. Luật nhân quả không bao giờ sai, tự mình gây nên, tự mình phải gánh chịu. Kinh đưa ra những điều không bao giờ có thể xảy ra được, nhưng giả sử có thể xảy ra, cũng chớ có nghĩ rằng sự hiện thân của Đức Như Lai làm duyên khiến cho chúng sanh phiền não, mà ngược lại có thể làm cho chúng sanh dứt trừ phiền não. Đại Bồ Tát với lòng từ bi, cho dù một con kiến cũng không cố sát, huống lại giết hại dòng bà La Môn. Luận về bố thí có nhiều phương cách, Bồ Tát tùy mọi phương tiện mà thực hành lục ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, thường ban bố, giúp cho chúng sanh tăng trưởng mạng căn. Thượng tọa giải thích, những ai hành nhân bố thí thì có quả, là khỏe mạnh, giàu sang và giữ giới không giết hại thì thọ mạng thường kéo dài sống lâu, xa lìa các duyên dẫn đến sự sợ hãi và thù oán. Người tu là phải thực hành từ thân khẩu ý. Lúc tâm sân phát khởi, tức duyên ác khẩu có thể xuất hiện, tất nhiên sự cãi cọ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thì không thể giúp sống lâu. Bồ Tát khuyên các chúng sanh tu các pháp lành thực hành rồi được trường thọ. Khi giúp người khác được sống lâu thì mình cũng được sống lâu theo. Bồ Tát trọn không giết hại mạng sống của chúng sanh, thà mình bị khổ trong địa ngục, chớ không nỡ để chúng sanh phải đọa địa ngục chịu nhiều thống khổ. Tuy nhiên, Đại Bồ Tát vì hộ trì chánh pháp, muốn cho chúng sanh chừa bỏ tâm phỉ báng đại thừa để tu pháp lành, nên phải lấy roi gậy để trị hoặc giết chết, vì lòng thương mà hành động, chớ chẳng phải vì ác tâm. Người hành trì phải đạt đến một chân lý siêu việt mới có thể chấp nhận nổi ý nghĩa này. Những người bà La Môn ấy, sau khi chết bị đọa địa ngục A Tỳ đều do tâm ác nghiệp chiêu cảm. Họ liền khởi lên ba điều suy nghĩ. Một là ta từ đâu mà đến đây? Hai, đây là chỗ nào? Ba, là do nghiệp duyên gì mà đọa địa ngục? Khi biết rõ tội báo thì trong lòng họ hối hận, sinh tâm kính tinh kinh điển Đại Thừa, liền được nhanh chóng giải thoát khỏi A Tỳ địa ngục. Chỉ một niềm kính tin mà họ được sanh về cảnh giới của Đức Cam Lồ Cổ Như Lai, sống lâu 10 kiếp, cho thấy rằng Bồ Tát đã ban cho những người Bà La Môn ấy 10 kiếp thọ mạng. Đức Phật hỏi Ca Diếp Bồ Tát, nếu có người do nghiệp duyên mà đào đất,
cỏ, đốn cây, chặt tử thi, mắng chửi, đánh đập tử thi thì có bị đọa địa ngục chăng? Thượng tọa giảng khi học Phật Pháp phải có sự tỉnh giác, tự đặt câu hỏi là do nhân nào, duyên nào mà bị đọa địa ngục. Phải hiểu rằng làm bất cứ việc gì mà bằng lòng ác thì sẽ bị đọa vào địa ngục. Cảnh lửa dữ tương ứng với tâm nóng giận, do nóng giận mà sinh tâm ác, làm tổn hại phước báo là hạt giống dẫn sanh vào địa ngục. Cây cỏ, đất, tử thi là những thứ không biết đau, nhưng nếu người đào, chặt do tâm ghét mà kết thành hành động thì phải đọa vào địa ngục. Nhân vào địa ngục là do lòng ác chứ không phải từ những cảnh xung quanh, nên Phật dạy hàng thanh văn rằng dù là nơi cây cỏ, đất, tử thi là những thứ không biết đau, nhưng nếu người đào, chặt do tâm ghét mà kết thành hành động thì phải bị đọa vào địa ngục. Nhân vào địa ngục là do lòng ác chứ không phải từ những cảnh xung quanh, nên Phật dạy hàng thanh văn rằng dù là nơi cây trái ruồi cũng chớ sanh lòng ác. Không có lòng ác tức không có địa ngục. Bồ Tát khi hành Bồ Tát đạo, cho dù giết hại mạng mà không ác tâm, với tất cả chúng sanh đều sanh lòng thương xót, nên dùng sức phương tiện muốn cho chúng sanh vun trồng cội lành, làm cho họ được lợi ích. Tiền thân Phật trong một kiếp làm vua, khi thấy có các bà la môn khởi tâm cực ác, phỉ báng đại thừa, vì muốn ngăn chặn điều ác nên đã giết họ. Trong kiếp hiện tại, Phật mắng Đề Bà Đạt Đa không phải do câu mắng mà ông ấy giận, mà do trong nội tâm chứa sẵn nhân giận. Do nhân ác mới bị đọa, nếu người có tâm bằng phẳng, sạch phâu, dù có nghe nói gì cũng không sinh giận. Đại Bồ Tát biết rằng vạn vật đều có lý do để tồn tại, làm mọi việc đều vì muốn tất cả được nhiều lợi ích nên không bị đọa. Năm diệu dục là biểu hiện của phước báu, nhưng do tâm tham kết vào đó mới là tâm có tội, hoặc co rút trong tối tâm, sống trong sự mơ hồ, suy diễn, có những kết luận giả định, không nghe lời chỉ dẫn của minh sư mà tạo thành 10 kiết sử, là gốc rễ khiến chúng sanh đau khổ và trôi lăn trong hữu lậu vô thường, thì không bao giờ đến được hạnh phúc niết bàn. Luận về giáo nghĩa của bà La Môn, họ cho rằng giết những loài có hại cho con người thì không có tội, hoặc khi làm ác chỉ cần sám hối, tuyệt thực 3 ngày thì hết tội, hoặc họ xếp ngang hàng tội giết hòa thượng, giết cha mẹ, phụ nữ, trâu bò thì đều bị đọa vào địa ngục. Phật dạy, nghiệp duyên giết hại sẽ bị đọa nơi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, nhưng lại được chia thành 3 hạng, hạ, trung và thượng. Những loài súc sanh căn lành rất kém, nên nghiệp duyên giết hại loại này sẽ chịu lấy sự khổ hạng hạ. Sát hại từ người phàm phu đến vị chứng quả A-na-hàm sẽ chịu lấy sự khổ hạng trung. Còn sát sanh hạng thượng là giết cha mẹ, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát. Nghiệp duyên giết hại hạng này sẽ chịu lấy sự khổ trong địa ngục A Tỳ. Đối với người giết kẻ nhất xiển đề thì sẽ không bị đọa vào trong 3 hạng sát hại này. Nên vua kia giết các bà La Môn đều là hạng nhất xiển đề, là hạng cực ác nên không bị đọa. Do trạng thái vô duyên từ mà hình thành nghiệp sát, vì lòng bi mẫn mà dùng tâm hoan hỷ vô ký để đoạt mạng hữu tình, đó là lòng đại bi của Bồ Tát. Thượng tọa giảng rằng, khi hành Bồ Tát đạo, Bồ Tát hóa hiện có hình tướng và sống trong những loài mà các ngài phát nguyện hóa độ, như tiền thân Phật từng hiện thân là cá, là khỉ. Bồ Tát Hộ Minh từ cõi trời Đâu Xuất đã hiện thân trong cõi Ta Bà, học tiếng nói loài người, ăn thức ăn thô trược để dẫn dắt chúng sanh cõi Diêm Phù Đề ra khỏi sinh tử. Kim Khẩu Phật nói ra pháp giải thoát nhằm đem lại lợi ích cho số đông. Nên khi Đề Bà Đạt Đa sanh tâm hại Phật, tất phải bị đọa sâu trong địa ngục. Người tu hành trong tâm đang nỗ lực thành tựu thiện báu. Cha mẹ là người sinh ra mình, ai làm hại gốc thiện, gốc đức sẽ bị tội đọa sâu. Khi chúng ta nghe lời Phật dạy thì phải khéo thọ trì. Lời Phật nói ra điều gì đều chẳng thể nghĩ bàn, dù là lời thô rắn nhưng chân thật chẳng hư vọng. Bằng trí tuệ mà nói phải thời đúng pháp. Làm việc gì cũng có nguyên nhân sâu xa nhằm đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đó là sự khéo biết phương tiện
của chư Phật Thế Tôn, Chánh Đặng, Chánh Giác. Kính thưa quý vị, hàng tuần Bồ Đề Phật Quốc luôn có giảng kinh Đại Bát Niết Bàn trực tuyến vào thứ ba hàng tuần lúc 8 giờ tối trên Bồ Đề Phật Quốc TV và vào các chủ nhật bắt đầu từ 10 giờ sáng. Mọi thắc mắc về các buổi tu học hoặc phát tâm cúng dường cho các chương trình hoằng pháp, xin quý vị hãy hoan hỷ liên lạc trực tiếp đến Thượng tọa Thích Huyền Châu qua số phone 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.